em xin chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người cái lô me nha mọi người. Mã số me này là mã số V ha, V1. Cái cây này là cái cây giống như cái cây đợt trước số 1 nè, nhưng mà cái cây này nhỏ hơn chút ha. Nhỏ hơn. Hai cái nhánh này nó có bị tét nè. Thì ta cắt á. Này nó bị tét ha, nó tét vô, tét trúng xuống nhà. Lâu rồi nên nó ăn đế vòng vòng trong đây hết trơn rồi. Mã số này là mã số V1, cây me. Cái cây này đi xa dễ sống lắm nha mọi người. Quạnh đây là 19,5 ha, chiều cao nó là 26. Cái này nó có cái da ngoài chày, cái lớp xù xù ha, cái bị chày nè. Để vận chuyển mấy cái phần ở phía ngoài này nó có chày, mọi người thông cảm giùm em ha. Cái men này thì nó dễ sống lắm mọi người. Rồi cái bầu nó là khoảng 17. Mã số này là mã số V mấy? V1 800.000 em bao ship. V1 800.000 bao ship. Lấy dây keo rồi. Rồi mã số này là mã số V2 nha mọi người. Số V2. Trời ơi, nhán nó giống như con rồng luôn hả? Mấy cái này là mới bứng lên ha. Nó ăn dưới đất rồi bứng lên đó mọi người. Nên cái này về mình ủ lại giùm em. Mấy me dễ sống lắm anh em ơi. Quạnh đây 18. Chiều cao nó 45. Bầu khoảng 17 nha mọi người. V2 700.000 bao ship. Có đế trong này nè. Nguyên cũ không ha. V2 700.000 bao ship. V3. Thì khá là quái ha. Nó hở hở. Cái này chắc cởi cổ tay với lại thôi ha. Cái đế nó cũng ăn dưới đây hết ha. Cây nào đế cũng giữ vậy nghe nè. Ồ, cây này đẹp nè anh em ơi. Đó. Mã số là V4. V4. Kéo sẹo chưa? Nhánh cũ nó kéo sẹo sắp liếp lỗ luôn. Cái này nó có bị chạy lớp ngoài da xù đen miếng nè. Quành nó 19. Chiều cao nó 37. Rồi mã số V4 650.000 em bao ship. Rồi 650.000 nha anh em. Bao ship luôn. Rồi cây này cũ dữ luôn nè mọi người. V5. Đứng gì? Đó. Cây khá là đẹp nè anh em. Đây về V5 nha. Cây này dễ sống. Cũ quá cây cũ. Nè em đo thuốc dưới đây là 20 nè. Em đo ngay trên đây là 23 nè. Nè. Chiều cao của nó là 40. V5 800.000 em bao ship. Okay. To lắm rồi mọi người. To lắm rồi. V5. Rồi tiếp theo mã này là mã V6. V6 nha mọi người. Củ đế này nè ăn nè. Cây nào có cái củ đế thôi rồi bao hàng nè. Mấy cái này là cái nhánh cũ nó đang cái sẹo nữa.
Hoành nó 18, chiều cao 33. Rồi, mã số này là V6 700.000, bao ship. V này là V7. Quái. Cụ đế cũng được lắm nha, cây nào cũng vậy chứ. Nghe thấy cây nào cụ đế nữa thôi nè. V8 à, dữ dằn à. Cây này thì nó quái ha. Ở đây nó to nhưng mà từ bên đây thì khúc này nó nhỏ lại ha. Me này là me thường ha mọi người. Đó, anh em coi cụ đế nè, quay cụ thiên. Thấy sao này nó hồng hồng nè. Cụ đế nó quá trời cụ đế luôn nghe nè. Đây này cái đọt nó hơi hồng hồng. V8. Cái này nó có bị chỉ con này nha mọi người. Là số mấy này chỉ có chày nhẹ ngoài thôi. Tại vì mình vận chuyển á, có khi nó cọ nhau nhiều hàng. Này cái cụ đế nó đặt trong đây luôn ha. Đế quá trời cụ đế luôn. Còn cái đây này cụ đế đẹp quá trời luôn rồi. Kẹo luôn ha. Quá trời cụ đế luôn. Hoành ở đây là 16,5 thôi. Tao tưởng cụ đế à. Nguyên cũ luôn. Đó. Cụ đo giọng đây 44. Cụ đặc luôn nghe nè. Khá là đẹp. Chiều cao nó là 42. Rồi V8 650.000 bao ship. Rồi 650.000 bao ship luôn nghe nè. V9 cây này khá quái luôn. Cái này là đầu cắt cũ nè. À, cái này cái nhánh nè, nhánh cũ giống vậy đó ha, nửa lớn lên là nó sẽ đít cái này hết trơn. Coi cụ đế nghe nè, quay cụ đế. Đó, cây nào lấy cụ đế đặt ở trên cái chậu trong đó luôn nghe nè. Khá là đẹp. Hoành ở trên đây là 20 nha mọi người. Ở dưới đây nhỏ hơn là 18,5. Trên đây to hơn rồi càng lớn trên đây nó càng nhỏ ha. Chiều cao của nó 30. Cái bầu của nó khoảng là 17 thôi nha. V9 nghe luôn với mọi người 800.000 bao ship. Rồi V9 800.000 bao ship nha nè. V10 đế nè. Đây đế nó quấn đồng lòng nhiều giọng đây luôn. Hoành nó 17. Chiều cao nó 39. Bầu nó 16,7. V10 700.000 bao ship. V10 700.000. Cụ đế một cục luôn. V11. Chỉnh hình lại. Đúng rồi. Cụ đế. Cái này do nó dập có khi cái này nó bị chèn chèn đây ha. Hoành ở đây là 18 nha mọi người. Ở tuốt ở dưới cái eo ở dưới đây là 16, ở dưới đây nó nhỏ hơn. Chiều cao của nó là 36. Nhìn cho cao dùm em ha. Mã số V11 600.000 bao ship. V12. Cây này đế đẹp lắm ha. Cụ đế nhỏ nhưng mà đế nó đẹp. V12. Hoành nó là 13. Chiều cao nó là 38. Đường kính cái chậu là 16. V12 550.000 bao ship.
bố luôn em ơi, rất là đẹp luôn ha. Hoành nó là 21, chiều cao nó là 49. Rồi cây này là V13, 800.000, 3 ship. V14. Khó để. V14. Đế nè ha. Chụm luôn. Hoành nó 20. Chiều cao nó là 33. V14 700.000, 3 ship. Rất là quái luôn anh em. Quấn. Cây rất là đẹp nha anh em. V16. V16. Nhỏ mà khéo tay ha. Này là cái đường dây. Cái đường là lúc trước là dây ha. Chở ra nó có cái tỳ đó. Hoành đây là 16,5. Chiều cao 30. V16 600.000 bao ship. C16 600.000 bao ship luôn em ơi. C17. Ôi ôi, cây này cũng cũ đế không thấy. Giữ không nè nè. Hoành đây 18. Chiều cao 33. Rồi V17 600.000 luôn, bao ship V17. V17 600.000 bao ship luôn em ơi. V18. Hoành em 18. Chiều cao 42. Mấy đầu này là mấy đầu cắt cũ nha mọi người. Rồi mã số này là mã số V18. 700.000 bao ship. V19 700.000 bao ship. Rồi V20. Hoành nó 19. Chiều cao nó 23. V20 600.000 bao ship. Rồi V21 700.000 ba ship. V này là V22. Ủa đế này nè. Quá đế nè mày. Hoành nó 18,5. Chiều cao nó 40. Rồi V22.
16 rưỡi. Chiều cao đó là 29. V 23 60.000 nha mọi người, 3 ship luôn. Tiếp theo là V 24. Đây là cũ, đây nó bự nè. Quạnh đây là 15. Chiều cao đó là 32. V 24 550, bao ship. V 25. Cái này đẹp lắm nha anh em. Đó. Cái này khá là đẹp đó. Đây. Đó. V 25. Cũ đế nó quá trời luôn. Lắc. Lắc dòng chữ C. Mình trên này 18 nè. Ở dưới đây là 16, nhỏ hơn chút. Chiều cao của nó là 26. Này chạy ngoài da đây ha. Rồi mã số V 25 650.000 bao ship. Rồi 650.000 luôn anh em ơi. V 26. 26. Cây rồng chữ C cũng khá đẹp nha. Đế thì bao rồi. Đó, đế nên ăn bích dưới này chừng ha. Rất là đẹp nha nè. Quanh nó 18 rưỡi. Rồi mã số này là mã số V26, 650.000 bao ship. V27. V27. Quấn đẹp lắm ha. Quành nó là 16 rưỡi. Chiều cao nó là 28. Rồi mã số V27, 700.000 bao ship. Cây nào đế cũng nhiều chứ nghe nè. V29. V29. Lắc đẹp nha anh em. Cái này dáng cũng đẹp hết ha. Quạnh đây 14 ha. Ở trên đây nó 15, lớn hơn chút. Chiều cao nó 36. Rồi mã V29 này em giao lưu với mọi người 550.000 bao ship. 550.000 thôi anh em ơi. V30. V30. V31. Này là đường dây hồi lúc trước thôi ha. Nó lớn lên là nó mắc. Quạnh đây 16. Ở ngay cái chỗ cái eo bụng trên đây là 18, bự hơn chút ha. Chiều cao của nó 33. Rồi V31, 650.000 bao ship. V32. Quành của nó là 15. Chiều cao là 35. Cái chậu khoảng 17 cho mọi người. V32. Giao lưu với mọi người là 500.000 bao ship. Cụ đế dữ dằn luôn anh em. Rồi V33 siêu phẩm cuối luôn. Đó, cái siêu phẩm cuối luôn clip luôn anh em ơi. Đây đập cứng luôn ha. Thế này. Đập cứng trong đây luôn nè. Đất đây thì ít mà đế thì nhiều.
còn dưới đây là to mà không đo được. V33 quên, chiều cao của nó là 26. Mã số V33 cho luôn với mọi người là 800.000 em bao ship. Mấy cái chỗ phía ngoài này nó có dài chạy dai giùm em ha. Chạy lịch sử. V33 là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại là